Sau Mặc Vũ Vân Gian, Youku tiếp tục tung ra thêm một dự án phim được đầu tư khủng là Độ Hoa Niên do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính. Phim đã bắt đầu lên sóng từ ngày 26 tháng 6. Khán giả cũng nhanh chóng đưa ra nhiều nhận xét và bình luận về bộ phim. Trong video này hãy cùng Cbiz Film review sơ lược về những tập đầu của Độ Hoa Niên nhé. Sơ lược nội dung phim. Độ Hoa Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trường Công Chúa của tác giả Mạc Thư Bạch. Phim lấy bối cảnh triều Đại Hạ, câu chuyện kể về cuộc đời thăng trầm của Trường Công Chúa Lý Dung do Triệu Kim Mạch đóng và Tể tướng đương triều Bùi Văn Tuyên do Trương Lăng Hách đóng. Ban đầu, cả hai kết hôn vì mục đích chính trị, dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Đáng tiếc thay, vì hiểu lầm mà cuộc sống hôn nhân bình yên của Bùi Văn Tuyên và Lý Dung tan thành mây khói. Mối quan hệ giữa họ chỉ còn là mối quan hệ đồng minh, bị lợi ích ràng buộc với nhau. Thậm chí nửa đời sau cả hai còn trở mặt thành thù, mang lòng nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau, cuối cùng phải bỏ mạng vì âm mưu của người ngoài. Nào ngờ duyên phận chưa dứt, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung bỗng quay trở về 20 năm trước, khi cả hai vẫn chưa thành hôn và giữ nguyên ký ức tiền kiếp. Một lần nữa, họ quyết định đặt niềm tin vào người kia, lựa chọn đối phương làm bạn đồng hành trên con đường chông gai này. Từ kẻ thù, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung trở thành đồng minh, tri kỷ và là một nửa quan trọng trong cuộc đời của nhau. Độ Hoa Niên không chỉ xoay quanh tình cảm của cặp đôi chính, mà còn mở ra ván cờ đấu trí đầy thách thức. Ngay từ tập 1, phim đã cho thấy một thế giới khắc nghiệt, đầy rẫy những âm mưu, tính toán của hoàng thất cùng các danh gia vọng tộc. Trên triều đường không có chỗ cho tình cảm xen vào, bất kể là cha con, vợ chồng hay bạn bè thân thiết, chỉ có quyền lực và lợi ích là được đặt lên hàng đầu. Mỗi một lựa chọn đều phải suy tính thật cẩn thận, nếu không, cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân. Vì để cân bằng thế lực giữa các gia tộc lớn, Hoàng đế Lý Minh chọn cho trưởng công chúa Lý Dung của mình những chàng phò mò hết sức kỳ lạ. Người thì nghèo rớt mồng tơi, người bẩm sinh ngu ngốc, người yêu thích bạo lực, người lại ham mê tửu sắc. Hoàng đế Lý Minh cũng sẵn sàng đưa Lý Dung đi hòa thân hoặc ban chết nếu như sự tồn tại của nàng đe dọa đến ngai vàng của mình. Những tập phim đầu tiên của Độ Hoa Niên đã thành công thu hút khán giả khi bám sát nguyên tác tiểu thuyết. Ấy vậy nhưng, Độ Hoa Niên vẫn không tránh khỏi thiếu sót trong việc xây dựng kịch bản. Phim có vẫn còn một số tình tiết dư thừa, giữa các tình tiết đôi khi thiếu sự liên kết chặt chẽ. Điều này ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của khán giả trong quá trình xem phim, cũng như làm bộ phim trở nên dài dòng, nhàm chán. Tuy nhiên, tình tiết cả hai nhân vật cùng trọng sinh lại trở thành điểm nhấn thú vị riêng biệt, giúp Độ Hoa Niên vừa quen thuộc vừa mới lạ khi đặt cạnh những bộ phim trọng sinh thời gian gần đây như Mặc Vũ Vân Gian, Hoa Gian Lệnh, Vi Hữu Ám Hương Lai. Những điểm nhấn trong những tập đầu. Đồng vợ đồng chồng, đồng quy vu tận ngay tập 1. Trong kiếp sống đầu tiên, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung trước là vợ chồng, sau là đồng minh song cũng là kẻ thù, tương trợ nhưng cũng nghi kỵ lẫn nhau. Bùi Văn Tuyên vì chấp niệm tình đầu mà không vạch rõ ranh giới với Tần Chân Chân do Hạc Thu đóng nên đã làm tổn thương Lý Dung. Còn Lý Dung vì bị lừa dối mà chủ động tránh xa Bùi Văn Tuyên, tìm kiếm niềm vui nơi Tô Dung Khanh do Trần Hạc Nhất đóng. Hiểu lầm giữa cả hai cứ chồng chất theo thời gian, càng ngày càng nhiều, đến mức họ đã quên đi khoảng thời gian đẹp đẽ lúc đầu. Giữa họ chỉ còn những trận cãi vã, những lời nói khó nghe, ngập tràn sự chanh chua và cay độc. Dù vậy, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung vẫn không hòa ly, một phần vì họ biết hôn nhân của họ là sợi dây liên kết chặt chẽ nhất trên triều đường, một phần có lẽ vì không nỡ rời đi. Tiếc thay, đến cuối cùng, tình cảm ân ái thuở xưa đã không thể cứu vãn đôi phu thê này. Lý Dung ngay khi trúng độc đã chắc chắn Bùi Văn Tuyên là hung thủ, còn khi Bùi Văn Tuyên bị ám sát thì chưa cần nghĩ hắn đã chắc chắn rằng người đứng sau muốn giết mình chính là người từng đầu ấp tay gối với mình. Tuy nhiên đến tận lúc lìa xa nhân thế, cả hai đều không hề biết rằng vốn dĩ đối phương chưa từng có ý hãm hại mình, tất cả những màn kịch này đều do kẻ khác một tay tạo nên. Chuyện tình cảm lạnh của đôi trẻ sau khi trọng sinh. Người xem có thể dễ dàng nhận ra trong lòng Bùi Văn Tuyên và Lý Dung đều có đối phương. Trong 3 tập đầu của phim, khi hiểu lầm lớn nhất giữa Bùi Văn Tuyên và Lý Dung vẫn chưa được hóa giải, cả hai vẫn âm thầm quan tâm lẫn nhau. Sau bữa tiệc xuân ở trang viên Hoàng gia, Lý Dung đã đưa cho Bùi Văn Tuyên thuốc giảm ngứa, canh gừng và một ít bạc để xài. Bùi Văn Tuyên cũng không màng hiểm nguy, một thân một mình quay lại cứu Lý Dung khi biết tính mạng của nàng bị đe dọa. Bắt đầu từ nửa sau tập 3, khi Bùi Văn Tuyên và Lý Dung hiểu được nguyên nhân cái chết của mình là âm mưu của kẻ khác, cả hai dần buông lỏng cảnh giác, không còn dựng nên lớp vỏ phòng bị với đối phương, duy chỉ có chiếc mỏ hỗn vẫn trường tồn. Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cứ gặp mặt là chí chóe, nhất quyết không ai chịu thua ai trước, tạo nên những khoảnh khắc hài hước, giờ khóc giờ cười cho khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng Bùi Tể Tướng và Trưởng Công Chúa tuy tâm hồn ở tuổi trung niên, nhưng chẳng khác gì những người trẻ tuổi đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau. Hai con người mưu trí tài lực nơi chính trường chỉ là những kẻ ngốc ở phương diện tình cảm.
Rõ ràng họ vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng ân oán đời trước lại quá nhiều, dẫn đến việc cả hai luôn cố gắng che giấu những rung động thoáng qua với người kia. Chemistry giữa Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch không bùng cháy dữ dội mà như ngọn lửa âm ỉ, len lỏi trong từng ánh nhìn, từng cái chạm, cũng như từng hành động dành cho đối phương. Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quay trở về những tháng ngày ngọt ngào khi mới thành hôn. Hình bóng của đối phương năm đó, tình cảm chân thành năm đó vẫn lặng lẽ tồn tại trong lòng của cả hai. Họ cũng không ngừng nuối tiếc về khoảng thời gian 20 năm xa cách, khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ. Nội tâm của Bùi Văn Tuyên có phần phức tạp hơn Lý Dung. Hắn hối hận vì tổn thương Lý Dung, hối hận vì không giải quyết dứt khoát chuyện của Tần Chân Chân, hối hận vì đã tự tay đánh mất thê tử dịu dàng, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sống qua một kiếp người, Bùi Văn Tuyên hiểu rõ những chỗ còn thiếu sót của bản thân, luôn cố gắng bù đắp cho Lý Dung, trở thành hậu thuẫn vững chãi nhất của nàng ở kiếp này. Còn Lý Dung khi quay trở về tuổi 18 liền muốn gây dựng cơ đồ, làm nên nghiệp lớn. Nàng đã sống một đời dưới thân phận quân cờ, bị phụ hoàng, mẫu thân, trưởng phu và người thân cận nhất lợi dụng. Bên cạnh đó, Lý Dung vẫn chưa biết được tâm tư mà Bùi Văn Tuyên giấu kín, nàng vẫn nghĩ người trong lòng của hắn là Tần Chân Chân. Hành trình gương vỡ lại lành của Bùi Văn Tuyên và Lý Dung sắp tới xem ra vẫn còn nhiều chông gai. Liệu Bùi Văn Tuyên có còn giành được tấm chân tình của Lý Dung năm xưa hay không? Hãy cùng đón theo dõi nhé! Sự kỳ lạ của Bạch Nguyệt Quang Tô Dung Khanh. Nhân vật Tô Dung Khanh, người từng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Lý Dung, cũng chiếm không ít spotlight trong độ hoa niên. Nam diễn viên Trần Hạc Nhất đốn gục khán giả nhờ vẻ đẹp thanh thoát, tao nhã và chemistry tự nhiên với nữ chính Triệu Kim Mạch. Tuy nhiên, không ít khán giả đã nhận ra nhân vật Tô Dung Khanh này vô cùng gian xảo, không đơn giản như những gì hắn thể hiện. Ở kiếp trước, Tô Dung Khanh đã gài bẫy Bùi Văn Tuyên và Lý Dung, khiến hai người tự giết chết nhau, còn hắn ung dung thâu tóm quyền lực. Tô Dung Khanh ở kiếp này vô tình biết được âm mưu của Dương Tuyền, nên đã rời khỏi tiệc xuân rất sớm và trình báo cho Thái tử Lý Xuyên. Hơn thế nữa, khi Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đi trộm sổ sách chứng minh Dương gia làm ăn bất chính ở biệt viện của Thác Bạt Yến, Tô Dung Khanh cũng vô tình chạm mặt cả hai. Theo nguyên tắc tiểu thuyết, Tô Dung Khanh cũng được trọng sinh và sau này sẽ trở thành phản diện chính. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho mối duyên giữa Tô Dung Khanh và Lý Dung, đồng thời mong đợi sự phát triển của nhân vật có thiết lập nửa chính nửa tà ở phần sau phim. Nhận xét chung của khán giả. Ngoài việc được khen về cách chỉ đạo, bối cảnh, trang phục, cách trang điểm đẹp mắt thì mạch phim cũng được nhận xét là ổn định, bám sát nguyên tắc. Diễn biến của phim nhanh dần khi trưởng công chúa Lý Dung và thừa tướng đương triều Bùi Văn Tuyên bắt đầu nhận ra đối phương cũng là người được trùng sinh. Triệu Kim Mạch vẫn giữ vững về phong độ diễn xuất ổn định, tạo hình cổ trang của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen. Độ Hoa Niên được quay vào cuối năm 2023, đóng máy vào tháng 2 năm 2024. Vì thế, đây là tác phẩm phản ánh kỹ năng diễn xuất của Trương Lăng Hách sát nhất ở thời điểm hiện tại. Người xem nhận xét anh có tiến bộ nhẹ, đã bớt mím môi khi thoại, ánh mắt cũng sắc bén. Khán giả dành lời khen cho phân cảnh khi Bùi Văn Tuyên biết được Bình Lạc công chúa là kẻ muốn lấy mạng mình. Trương Lăng Hách đã thể hiện trọn vẹn được những cảm xúc phức tạp khi ấy của Bùi Văn Tuyên, tức giận vì Lý Dung phản bội lời thề. Đau lòng vì Lý Dung tuyệt tình với hắn, ân hận vì chính hắn đã vô tình đẩy cả hai đến bước đường này. Do chỉ vừa lên sóng những tập đầu, nên vẫn chưa thể khẳng định liệu Độ Hoa Niên có đủ sức trở thành bộ phim cổ trang tiếp theo càn quét màn ảnh nhỏ hay không. Tuy nhiên, Độ Hoa Niên vẫn là một bộ phim với kịch bản đầy hứa hẹn cùng dàn diễn viên thực lực, tin chắc sẽ ngày càng hấp dẫn hơn ở những tập sau. Bạn đã xem Độ Hoa Niên chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về phim? Cùng chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp!